Tấm băng đội trưởng mà Ronaldo ném xuống thảm cỏ ở Belgrade ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 như một điềm báo chẳng lành về tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Và thật sự tâm linh không thể đùa, Bồ Đào Nha bất ngờ để thua Serbia ngay trên sân nhà trong một tình thế mà họ chỉ cần hòa là sẽ giành vé chính thức đi Qatar thay vì phải tham gia lượt trận playoff. Càng không may mắn hơn khi những lá thăm may rủi để đưa Seleção vào một danh đấu có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch châu Âu Ý, đối thủ rất khó chơi Thổ Nhĩ Kỳ và một Bắc Macedonia cũng cực kỳ khó lường. Tấm vé đến Qatar cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo sẽ được định đoạt vào 2 ngày, 25 và 30 tháng 3. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, trước khi Ronaldo đối diện với hai trận playoff sinh tử, thì tại nước Anh, Man United của anh cũng phải đối diện với một lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Man United sẽ chạm mặt ba ông kẻ của Premier League thời điểm hiện tại là Man City, Liverpool và Tottenham. Đang xem vào đó là cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League. Nếu Ronaldo không thể cùng Man United vượt qua tháng 3 gian nan, mùa giải của Quỷ Đỏ gần như sẽ kết thúc, kéo theo đó là hy vọng về danh hiệu quả bóng vàng của Ronaldo ở tuổi xế chiều cũng tan thành mây khói. Sau đây, hãy cùng cả bóng đá đến với Ronaldo và tháng 3 định mệnh trong chương cuối cùng của sự nghiệp lẫy lừng của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Đây hoàn toàn là điều có thể xảy ra nếu Ronaldo và các đồng đội không nỗ lực hết sức trong chiến dịch playoff. Trên thực tế, Bồ Đào Nha vẫn là một đội bóng được đánh giá cao. Họ quy tụ rất nhiều sao số hàng đầu. Thế nhưng, có cảm giác Seleção hiện tại đang thiếu đi sự gắn kết giữa các nhân tố trong đội hình. Ronaldo đã già, mặc dù đẳng cấp vẫn còn đó, nhưng chỉ khi CR7 ở thời kỳ đỉnh cao thì mới có thể khỏa lấp được những yếu điểm về mặt kết nối trong đội hình Bồ Đào Nha. Hơn nữa, chiến thuật của Fernando Santos áp dụng đang phung phí tiềm năng của những cái tên mà ông có. Santos áp dụng lô đá thực dụng thay vì phong cách hoa mỹ như truyền thống. Kết quả là nhiều cầu thủ tấn công thượng hạng mà ông có trong tay không có nhiều đất diễn và thường xuyên phải chơi với sở đoản của mình. Lúc này, Bồ Đào Nha cần làm điều gì đó để cải thiện lối chơi nếu không muốn phơi áo trước các đối thủ khó chịu trong danh đấu, đặc biệt là Ý. Nói thêm về đối thủ mà Bồ Đào Nha sắp phải chạm trán, đó là Thổ Nhĩ Kỳ ở trận bán kết diễn ra vào ngày 25 tháng 3. Mặc dù đội bóng tiểu Á không còn trong thời kỳ hoàng kim, nhưng họ vẫn là một đối thủ đầy khó chịu với đại diện phía tây bán đảo Iberia. Nên nhớ trong vài năm trở lại đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã từng hạ gục rất nhiều ông lớn như Hà Lan, Pháp. Do đó, trong một cuộc đối đầu diễn ra vào đúng một lượt, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra, nhất là khi nhìn vào bài học từ Serbia đã dành cho Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Đặt trường hợp Bồ Đào Nha vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào chung kết playoff, đối thủ mà họ sẽ gặp gần như chắc chắn sẽ là Ý. Về mặt con người, Azzurri không có nhiều ngôi sao như Bồ Đào Nha, nhưng khi xét về yếu tố tập thể trong lối chơi, đội tuyển đất nước hình chiếc ủng cho thấy mình vượt trội hơn Bồ Đào Nha nhiều. Chính sự đoàn kết giữa những cầu thủ là thành tố tối quan trọng đã giúp Ý đăng quang Euro. Có lẽ lợi thế rõ ràng nhất của Bồ Đào Nha trong loạt trận sắp tới chính là lợi thế sân nhà, khi họ sẽ đóng vai trò chủ nhà trong trận bán kết lẫn chung kết. Việc Ronaldo không thể tham dự World Cup 2022 là điều mà không một cổ động viên nào mong muốn. Tuy nhiên, khả năng này là khá lớn. CR7 trong độ tuổi xế chiều vẫn là một cầu thủ lớn, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, trong một chiến dịch sống còn, đẳng cấp thôi là không đủ nếu như thiếu đi may mắn. Hai trong số ba đối thủ sừng sỏ mà Man United đụng độ trong tháng 3 toàn là những đội bóng đã đánh bại họ, thậm chí là đánh bại với tỷ số cách biệt ở trận lượt đi. Hơn nữa, Tottenham Hotspur của Antonio Conte hiện tại đã khác xa đội bóng đã từng bị Man United vượt qua cách đây vài tháng. Câu lạc bộ thủ đô trình diễn một bộ mặt cực kỳ khó chịu mỗi khi tiếp các đội trong Big Six, mà nạn nhân mới đây nhất là Manchester City. Vì cuộc đua ngoại hạng Anh dần bị hâm nóng trở lại là một bất lợi cho Ronaldo cùng các đồng đội. Việc Man United phải đối đầu với hai ứng viên vô địch trong hai trận liên tiếp là một thử thách cực đại, mà chắc chắn ngay cả Manchester City và Liverpool đều muốn giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm để củng cố vị trí của họ trên đường đua. Nhìn vào màn trình diễn thất vọng mà Man United thể hiện trước hai gã khổng lồ này ở trận lượt đi và đối chiếu phong độ thất thường của họ ở hiện tại, chắc chắn Man United sẽ bị đánh giá yếu hơn. Khả năng Quỷ Đỏ trắng tay trong 3 trận tại ngoại hạng Anh sắp tới là rất cao. Man United vẫn cần sự tỏa sáng cần thiết của một cá nhân đủ bản lĩnh mới có thể hy vọng vào một tháng 3 khả quan. Và có lẽ CR7 chính là ngôi sao được kỳ vọng nhất ở Old Trafford vào lúc này. Ronaldo rất có duyên trong những trận cầu lớn. Rafinha và các Manusen sẽ trông đợi vào DNA chiến thắng của tiền đạo mang áo số 7. Ở Champions League, trận hòa vật vã ở Wanda Metropolitano báo hiệu một màn tái đấu lượt về cực kỳ khó khăn dành cho Ronaldo và các đồng đội. Mặc dù hòa một đều tại Madrid, nhưng do không còn áp dụng luật bàn thắng trên sân khách, nên Man United sẽ phải cùng đối thủ của mình trở về vạch xuất phát.
sau trận lượt đi, người ta thấy sự vượt trội hoàn toàn của Atletico. Ở trận lượt về vào ngày 16 tháng 3, các Manuzens có lẽ một lần nữa sẽ phải trông đợi vào cái duyên ghi bàn của Ronaldo vào lưới Atletico. Có thể khẳng định, nếu tháng 3 với món yêu thích trôi qua không êm đẹp, cuộc tình giữa Ronaldo và Quỷ Đỏ cũng sẽ kết thúc vì món yêu thích hết hy vọng vào top 4 và hoàn toàn tay trắng trong mùa này. Dấu hiệu tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng rõ nét với màn trình diễn của Ronaldo. Khả năng xử lý bóng của anh trong thời gian gần đây đã không còn chất lượng như trước. Anh mất bóng và sút hỏng nhiều hơn. Thậm chí nhiều cổ động viên Man United từng rất kỳ vọng vào Ronaldo nay đã bắt đầu quay sang chỉ trích anh là nguyên nhân khi câu lạc bộ sa sút. Ronaldo mới ghi được 2 bàn sau 10 trận gần nhất. Thành tích này sẽ ít ai có thể nghĩ ra trước khi CR7 đến hay chứng kiến sự khởi đầu bùng nổ của anh. Tháng 3 dòng bão sắp tới đây sẽ không thành vấn đề với Ronaldo nếu như anh tìm được phong độ và cảm giác ghi bàn. Tiền đạo sinh năm 85 bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong mùa giải với hành trang là sự chỉ trích, bố rìu dư luận, anti-fan và một màn trình diễn nhạt nhòa trên sân. Đây là lúc mà bản lĩnh của một cầu thủ lớn ở Ronaldo cần được bộc phát trong bối cảnh cả anh và Man United cần tìm thấy tia sáng cuối đường hầm. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, với trọng trách của một đội trưởng, Ronaldo cần phát huy tố chất của một thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Bồ Đào Nha cần có một sự uy tín từ một ngôi sao lớn để kết nối những cầu thủ trong đội lại với nhau, và không ai khác ở thời điểm hiện tại có thể làm điều này ngoài đội trưởng của họ. Ronaldo từng chia sẻ rằng anh sẵn sàng đổi lấy tất cả danh hiệu khác để nhận lấy một vinh quang duy nhất cùng Bồ Đào Nha. Điều này cho thấy tinh thần cống hiến cho Selecao của Ronaldo là rất lớn. Tinh thần ấy có thể che lấp những dấu hiệu tuổi tác của anh, tạo thêm động lực cho anh đối diện với hai thử thách cực kỳ khó nhằn sắp tới ở playoff. Quả bóng vàng thứ 6 đối với một cầu thủ 37 tuổi nghe có vẻ bất khả thi, nhưng với một cầu thủ khát khao mãnh liệt như Ronaldo, dường như anh vẫn chưa muốn dừng lại. Màn trình diễn của Ronaldo ở Man United tuy không thể mang về lợi thế cho anh trong cuộc đua quả bóng vàng, tuy nhiên nếu CR7 có thể cùng Bồ Đào Nha làm nên chuyện tại World Cup 2022, giấc mơ của huyền thoại người Bồ Đào Nha về quả bóng vàng thứ 6 là hoàn toàn có cơ sở. Thế nhưng vào lúc này, Ronaldo cần phải vượt qua tháng 3 đầy giông bão trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. Sẽ là tiếp tục cho cái kết mỹ mãn trong sự nghiệp CR7 hay một nốt trầm ở đoạn cuối của cuộc hành trình? Điều đó còn phụ thuộc vào những gì mà Ronaldo sẽ thể hiện sắp tới trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Cristiano Ronaldo vẫn cô độc trong hình hài của một huyền thoại. Anh vẫn ra sân, vẫn cống hiến, dám đối diện với sự chỉ trích và dám theo đuổi những mục tiêu tưởng chừng như đã ngoài tầm với. Tháng 3 này có lẽ là tháng định mệnh với những trường cuối trong sự nghiệp của Ronaldo, vì nó không chỉ quyết định đến tương lai của CR7 ở Old Trafford, mà nó còn quyết định xem liệu Qatar có phải là nơi lưu giữ những bước chạy cuối cùng của Ronaldo ở một kỳ World Cup hay không.